Chào các bạn, chào bạn Tú nhé. Video này mình gửi bạn Tú ở Cửa Lò, Nghệ An. Bạn Tú có yêu cầu bên mình quay cho bạn Tú xem một số mẫu nhẫn nam và thái để bạn tham khảo. Thì hôm nay bên mình sẽ quay cho bạn xem một số mẫu nhẫn mà hiện bên mình đang còn hàng nhé. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết từng mẫu một để bạn Tú xem nhé. Đây là mẫu thứ nhất này. Mình sẽ cố gắng quay chậm để bạn Tú xem cho kỹ nhé. Đấy, bạc thái xịn là nó sẽ đen như thế này, chứ nó không trắng như bạc của Việt Nam nhé. Ở bên Thái là người ta không đeo bạc trắng như của bên mình. Đây là một mẫu này. Bây giờ sẽ là mẫu tiếp theo. Đây là mẫu tiếp theo. Bên sườn đây là có con đại bàng này. Hai bên sườn là hai con đại bàng. Ở trên mặt là có điểm một viên đá trắng nhỏ. Xung quanh là có các cái hàng chữ và số để trang điểm cho cái mặt đấy. Và đây là mẫu nhẫn thứ hai. Bây giờ sẽ là mẫu tiếp theo. Mẫu này có viên đá đỏ to ở giữa. Ở sườn bên này là hoa văn như kiểu là một cái chùa tháp ấy. Một cái chùa. Bên này là số, ở bên dưới là số 85. Còn bên trên cũng có hình một con đại bàng đang tung cánh. Mặt trên điểm viên đá đỏ. Và xung quanh viên đá cũng là có một hàng chữ. Đây là trong lòng. Và tiếp theo sẽ là mẫu nữa. Mẫu này là viên đá màu xanh. Ở bên sườn bên này là có một hình cái mặt người. Có vẻ như là bên Thái người ta bắt chước cái kiểu nhẫn Mỹ, là mỗi một đời tổng thống Mỹ là sẽ được in hình trên cái nhẫn vàng Tây của Mỹ để chuyên cho thủy quân lục chiến Mỹ đeo đấy. Bên này cũng là hình một con đại bàng khác đang tung cánh đây. Viên đá này màu xanh nước biển. Và bây giờ sẽ là một mẫu nhẫn tiếp theo. Viên đá này màu đỏ. Và bên này cũng là một hình mặt người nữa. Và đây là hình con đại bàng. Cái mẫu này giống với cả cái mẫu nhẫn vừa xong, nhưng mà khác là viên đá này màu đỏ.
Bây giờ sẽ là mẫu tiếp theo. Mẫu nhẫn này có hình viên đá màu đen, đá dài. Bên sườn đây có cái hình biểu tượng của hãng xe Mercedes. Bên này cũng là hình một cái hình mặt người như kiểu người thổ dân ấy, tóc dài. Viên đá này màu đen, bạn Tú nhé. Và bây giờ sẽ là mẫu tiếp theo. Viên này, cái mẫu nhẫn này có viên đá màu xanh. Ở sườn bên này là hình gì mình cũng chả nhìn rõ. Hình ngọn đuốc, ngọn đuốc bạn Tú ạ. Hình ngọn đuốc và cái ngọn lửa nó đang tạt ra đằng sau này. Đấy. Bên này là cái hình gì? Hình như kiểu hình người tiên đang bay ấy. Đúng rồi, hình có một hình người như kiểu người người ở trong phim Trung Quốc mà bay bay xong có cái tà áo đó dạt ra đằng sau ấy. Đấy. Và bây giờ là mẫu tiếp theo. Mẫu nhẫn này cũng có hình viên đá màu đỏ. Bên này là hình cái thuyền buồm. Đây là cái thuyền buồm. Ở đây có số 95. Và đây là những cái mẫu nhẫn nam bạc thái mà bên mình đang còn hàng bạn Tú nhé. Nếu mà bạn ưng cái mẫu nào thì bạn sẽ chụp ảnh màn hình lại, sau đó gửi lại cho bên mình. Bên mình sẽ lựa cái nhẫn vừa tay cho bạn nhé. Và hy vọng là bạn Tú sẽ ưng một cái nhẫn nào đó trong số những cái mẫu nhẫn này. Cảm ơn bạn Tú đã tin tưởng và quan tâm đến các mặt hàng trang sức vàng bạc bên mình nhé. Video này mình xin dừng ở đây. Các bạn trên mọi miền Tổ quốc, ai có nhu cầu gì về trang sức vàng bạc thì hãy liên hệ với mình qua Zalo số điện thoại 079 609 6717 nhé. Mình xin dừng video này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Chào các bạn.